Hằng Du Mục quặn lòng không thể về thăm con vì sợ chồng lại tương tác. Sau 1 tỷ lời xin lỗi rồi lại đâu vào đấy của Tôn Bằng, giờ đây có lẽ Hằng Du Mục đã không còn niềm tin ở người chồng phủ phu của mình. Sau khi quyết định dọn ra khỏi nhà, nữ streamer chỉ có thể quặn lòng nhớ đến con nhỏ mà không dám trở về nhà. Trước dòng trạng thái đợi mẹ nhé trên trang cá nhân, cùng với hình ảnh hai đứa con nhỏ của Hằng Du Mục, cư dân mạng đã không khỏi đau xót trước tình cảnh hiện tại của cô nàng. Trong một phiên livestream sau đó, khi được hỏi về nhà để lấy đồ, cô cũng tỏ ra sợ sệt, không dám về mà phải nhờ Dịch Dương đưa một người khác. Ở nhà còn một cây á. Chị dám về nhà lấy không? Cho Thảo về. Chị về nhà lấy cho em đi. Sao không biết Thảo lại đâu? Kêu Dịch Dương đưa ra. Dịch Dương đưa ra. Trong khi đó, chồng ngoại quốc lại liên tục đăng tải những video xin lỗi hối hận như những lần trước. Cứ ghen tuông vớ vẩn, thậm chí là đánh vợ, rồi lại xin lỗi, chắc chắn có lẽ đã trở thành một phần trong bản năng của người đàn ông gia trưởng này. Có nghĩa nó là vợ ơi gì đó anh yêu em đó giờ anh đánh sai rồi, nói chung là chồng hàng sai. Trong khi chồng không ngừng giày vò hành hạ tinh thần của mình thì Hằng Du Mục vẫn mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ hai con riêng của anh ta. Cô cho biết các con vẫn rất hiểu chuyện và thương mình nên mong cộng đồng mạng hãy hoan hỷ với Nhất Dương và Dịch Dương. Dù cho chồng có lừa dối mình từ những ngày đầu tiên mới yêu nhau nhưng Hằng Du Mục vẫn chấp nhận và luôn yêu thương chăm sóc cho gia đình chồng. Đặc biệt, cách mà cô nhắc đến Nhất Dương và Dịch Dương khiến cho cộng đồng mạng phải xích xoa vì cô luôn ân cần như một người con ruột của mình. Mặc cho nữ tiktoker vừa vất vả kiếm tiền lo cho gia đình, vừa là một người mẹ tốt để bù đắp cho những đứa trẻ, thì chồng cô lại không ngừng mượn danh của cô để kiếm phèm cho mình. Mặc cho nữ tiktoker vừa vất vả kiếm tiền lo cho gia đình, vừa là một người mẹ tốt để bù đắp cho những đứa trẻ, thì chồng cô lại không ngừng mượn danh tuyến của vợ để kiếm phèm cho mình. Giờ đây khi nhắc đến Hằng Du Mục, mọi người chỉ biết tiếc nuối cho số phận đáng thương chỉ vì chọn nhầm bến đỗ của cô nàng vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió của Hằng Du Mục? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!